Xin chào các bạn, hướng dẫn tiếp các bạn cái bài 5.3. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ một cái tứ giác có cái chiều ngang là 130 và cái chiều cao lên là 85. 130 và 85. Sau khi có cái tứ giác này rồi thì đứng ở, các bạn sẽ vẽ hai cái đứng ở tâm đây. Chúng ta vẽ R là 21 và đứng ở tâm trung điểm đây, chúng ta vẽ một cái đường thẳng xuống là 26 và vẽ R là 9 luôn. Thì tương tự các bạn đứng ngay, vẽ hình tròn ngay trung điểm của cạnh dưới này. Các bạn bắt 21. Sau đó đứng ở trung điểm cạnh phía trên, các bạn vẽ xuống là 26. Sau đó các bạn dùng offset O 9, các bạn dời hai cái đoạn này qua. Tiếp theo các bạn phải vẽ R, dùng cái ạt để vẽ R là 9, hoặc là các bạn có dùng cùng cái đường tròn vẽ, sau đó các bạn cắt cũng được. Ở đây sẽ phối hợp nhiều cái tính năng, điểm đầu, điểm cuối, bán kính. Sau đó các bạn sử dụng TR Enter 2 lần để xóa những cái cảnh thừa. Chúng ta xóa cảnh bên đây luôn để chút các bạn dễ lật. Tiếp theo, từ ở trên đây nè, các bạn vẽ một cái đoạn 30 và vào đây là 25. Cái đoạn này chúng ta bắt xuống 30. Sau đó vào 25. Có cái cạnh này rồi các bạn sẽ offset xuống O 15. Sau đó các bạn chỉ cần việc nối hai cái cạnh này lại. Sau đó cũng TR, các bạn cắt đi cái phần thừa này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn với cái đường kính là 12. Thì ở đây chiều cao lên là 5, 15 và bên đây 15 vào. Thì các bạn sẽ dùng, các bạn sẽ chọn bắt ngay tâm 15 trừ 15. Đứng ngay cái vị trí này các bạn vẽ một cái đường kính có chia cái đường kính nó là 12. Rồi, các bạn xóa cái vùng tạm đi. Thì nhiệm vụ còn lại là cái của hình này là chúng ta sẽ bo với là 10. Thì các bạn có thể dùng chữ F fillet R 10. Chúng ta bo hai góc. F R 10. Chúng ta bo là hai góc. Rồi, nhiệm vụ còn lại của hình này là các bạn sẽ lật có phần nửa hình này, cái dùng mirror quét lật giữa các trục. Các bạn trục. Vậy là xong. Thì các bạn có thể dùng tính năng đo, các bạn đo. Ở đây mình chỉ đo một cái cho các bạn thấy thôi. Tiếp theo, qua cái hình O thì các bạn sẽ thấy đối với cái hình này thì tương tự chúng ta cũng vẽ một cái tứ giác. Sau đó các bạn vẽ tương tự một có chiều dài là 240 và chiều cao lên là 110. Thì chúng ta tương tự 240 110, các bạn cũng vẽ tứ giác 240 và 110. Sau khi có cái tứ giác này rồi, các bạn sẽ đứng tại cái trung điểm, các bạn vẽ hai cái bán kính với R là
40. Đây R 40. Trên đây cũng vậy, các bạn R là 40 luôn. Các bạn dùng TR Enter 2 lần, các bạn xóa để các bạn nhìn thấy cái hình nó được rõ hơn. Chút trả lật nên các bạn sẽ xóa luôn cái cạnh mình đây luôn. Tiếp theo, các bạn vẽ một cái đoạn chiều dài là 40 và cái chiều dài này là 70. Thì để dễ thì có nhiều cách, ví dụ các bạn vẽ đây lên 70, 40. Góc là 90. Thì ở đây chúng ta thấy là tới đây thì vẽ vào, các bạn vẽ là 40 luôn. 40. Thì ở đây chúng ta thấy R nó là 15 thì các bạn thể dùng offset 15. Các bạn vẽ lên. Thì từ đây các bạn vẽ cái R, các bạn cũng dùng cung. Điểm đầu, điểm cuối và bán kính là chính là này. Cũng sau đó các bạn dùng TR, các bạn cắt cái đoạn này ra. TR Enter 2 lần, các bạn cắt đoạn này. Tiếp theo thì cái chỗ này bo, nó sẽ là bo là 20. Thì các bạn cũng có dùng fillet, các bạn đánh chữ F vào. F là fillet, R sau đó 20. Các bạn bắt hai góc này. Lặp lại thao tác là F, R, 20. Sau khi có được cái nửa hình thì chúng ta lật bằng cái lệnh MI. Các bạn quét hết các đối tượng cần lật. Enter. Các bạn chọn cái trục, trục chính là cái lật qua. No. Như vậy là cái hình này các bạn đã thực hiện xong. Thì tương tự như vậy các bạn cũng có thể đo để kiểm tra. Ví dụ chiều dài từ cái đỉnh này, chiều ngang nó là 130, 240 và cái chiều cao hoặc là bán kính thì các bạn chọn vô các bạn đo. Như vậy là cái hình này đã thực hiện xong. Chúng ta thực hiện tiếp, đó là cái hình B. Thì đối với hình B thì tương tự như vậy. Thì các bạn cũng có thể vẽ cái đoạn đây là 120, phần nửa hình để chúng ta lật luôn. Và cao lên là 120. Thì cái đoạn này là chúng ta vẽ ở hình vuông 120 và 120. Tiếp theo thì đứng ở cái từ phía dưới nè, các bạn vẽ xuống 48 và các bạn vẽ vô đây là 24 để xác định được tâm của cái R 12 này. Từ cái đỉnh nè, các bạn vẽ xuống là 48, góc là 90, sau đó bạn vào 24. Thì sau khi vào 24 này xác định được tâm rồi, các bạn vẽ một cái R có đường tròn là 12. Như vậy là chúng ta đã vẽ được hình tròn này. Từ cái vị trí cái cạnh 24 này nè, các bạn vẽ tiếp xuống đây là 24 và vào cái khoảng này thì đề cho là 36. Thì chúng ta xuống 24 và vào 36. Từ vị trí này nè, các bạn vẽ xuống một đoạn nữa là 24, góc là 90, vào là 36. Thì có người ta vẽ tiếp một cái cạnh song song với cạnh này với khoảng cách là 24, thì các bạn dùng O 24
offset chúng ta. Sau đó các bạn sẽ vẽ hai cái R là 5. Lặp lại thao tác là Enter 5. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ một cái chiều dài một cạnh đứng ngay cái vị trí này và có cái góc là 30. Chúng ta đứng ở đây, góc là 30. Vậy là phần còn lại là 60. Tiếp theo ở cái đoạn này nè, từ cái vị trí trên đây nè, các bạn thấy là các bạn nối qua đây thẳng qua một cái đường thì nó sẽ bằng với, vậy cho các bạn dễ hiểu thì cái đoạn này nó sẽ là 72 nè. Thì từ cái vị trí đó các bạn phải vẽ 72 và qua đây là 24. Thì các bạn sẽ nối, sau đó các bạn vẽ cái đoạn ngang này là 12 và các bạn sẽ nối hai cái đoạn này lại. Từ cái vị trí trên đây các bạn vẽ một cái đoạn xuống 72 90, sau đó các bạn qua là 24. Từ đó các bạn, từ đây các bạn vẽ một cái cạnh này qua là 12, sau đó các bạn nối với cái đoạn này. Rồi phần còn lại là chúng ta chỉ cần cắt để cho nó ra phân nửa của cái này. Và một cái yếu tố này là từ đây các bạn vẽ xuống là 29, sau đó các bạn vẽ một cái đường tròn có đường kính là 29 luôn. Để từ cái đỉnh các bạn vẽ xuống 29, sau đó chúng từ cái vị trí này chúng ta vẽ một cái đường tròn có đường kính là 29, các bạn bắt 29. Rồi bây giờ chúng ta cắt để cho nó ra được cái hình phân nửa hình, sau đó các bạn sẽ là TR Enter 2 lần. TR Enter 2 lần, chọn đối tượng khác. Sau đó nhiệm vụ bây giờ là chúng ta sẽ lật qua trùng MI, các bạn quét khối hết vùng này, Enter, sau đó chúng ta lật. Thì các bạn có thể dùng kích thước các để các bạn đo, đo đường kính, đo bán kính, đo chiều dài gì đó, thì các bạn cứ bật các tính năng đo lên các bạn đo. Tiếp theo thì sẽ qua một cái hình. Ở đây cái hình ban đầu chúng ta sẽ vẽ một cái cạnh có chiều, có đường ngang là 75, đứng ở ở vị trí này nè, các bạn vẽ một cái đoạn. Sau đó vẽ một cái R, một cái đường tròn có cái đường kính là 15 và R là 19. Các bạn vẽ 75. Ngang. Sau đó các bạn vẽ một cái R, một cái đường kính trước, đường kính này là 15 và một cái R là 19. Ở từ vị trí này nè, các bạn sẽ vẽ xuống là
44, một cái đường thẳng 44 và vào là 66, thì chúng ta có thể mượn cái vẽ hình chữ nhật chúng ta làm. Ngay vị trí này xuống là trừ 44 và 66, và chúng ta sẽ xác định được cái vị trí này. Thì đứng ngay vị trí đó thì chúng ta sẽ vẽ một cái R là 19 và một cái đường tròn có đường kính là 15. 19 đường kính là 15. Sau đó đứng ở tâm này nè, các bạn vẽ một cái đường kính là 80 và đường kính này là 75. Một cái 80, cái 75. R 80 và một cái nữa là 75. Sau đó các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn R 125 tiếp xúc giữa cái đường tròn có cái đường kính là 80 và đường tròn có đường kính là 19. Các bạn cũng vào vẽ đường tròn tiếp xúc với hai đối tượng là bán kính, chọn một đối tượng, hai đối tượng và có bán kính 125. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một tiếp một cái đoạn, một cái lục giác mà cái khoảng cách từ đây lên tâm là 25, thì các bạn có thể bắt vẽ lên để chúng ta làm 25. Sau đó các bạn vùng vẽ đa giác nè, có 6 cạnh nè, bắt ngay tâm đây và nổi tiếp đường tròn thì các bạn vẽ đây. Sau đó các bạn vẽ một cái đường tròn tiếp xúc hai đối tượng và có R là 38. R tiếp xúc hai đối tượng ba mươi tám. Và chúng ta sử dụng TR, chúng ta sẽ cắt những cái phần mà không cần thiết. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt cái tiếp điểm TR, các bạn cũng tỉa những cái phần mà sau khi đã bắt tiếp điểm được rồi. Thì nếu mà các bạn muốn đo thì các bạn cũng bật tính năng các bạn đo. Đây là 75 và cái đoạn này nó sẽ là 66. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ qua một cái hình tiếp theo là cái hình về, ở đây ban đầu các bạn vẽ một cái đoạn ra có tổng cái này là 94. Thì ban đầu các bạn cũng vẽ một cái đường thẳng ra là 94. Ở mỗi đầu các bạn vẽ, ở đây là vẽ ba cái đường tròn, đường kính là 22
R là 24 và R là 18. Thì chúng ta vẽ ra một cái 11. Do cái đường kính nó là 22 thì bán kính nó là 11. R là 18. Và một cái nữa. R là 24. Ở đầu phía đối diện thì các bạn cũng vẽ một cái là đường kính là 22, 24 và 30. Vẽ một cái 11. Một cái nữa là 24. Một cái nữa là 30. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn mà bao giữa hai cái đường tròn lớn đều có cái bán kính 122. Đường 1 đường tròn lớn, 2 đường tròn lớn, 122. Tương tự như vậy, các bạn cũng vẽ phần trên đó. Bao 1 đường tròn lớn, 2 đường tròn lớn, 122. Sau đó để gọn lại, các bạn dùng TR cũng cắt bớt để cho cái hình mình nó thoáng lại. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ một cái R này là 60, tiếp xúc của hai cái đường nhỏ, đường tròn nhỏ. Xem đó, các bạn cũng tê ra, các bạn cắt. Tiếp theo các bạn sử dụng offset để các bạn đưa cái đoạn này vô là 6. O sáu, các bạn đưa cạnh này vào. Tương tự như vậy cũng TR, các bạn cũng cắt hàm mấy cái phần thừa đi. TR sau đó từ cái vị trí này 52 nè, các bạn sẽ nối xuống là 26, sau đó các bạn vẽ một cái hình tròn này nữa là xong. Từ vị trí các bạn vẽ vô là 52, vẽ xuống là 26. Từ ngay vị trí này các bạn vẽ một cái R là 8. Tương tự như vậy, các bạn muốn đo cái đối tượng nào thì các bạn chọn vào và các bạn đo. Ví dụ đo cái hình tròn vừa vẽ hoặc các cái đường tròn lớn thì các bạn cứ chọn vào đối tượng mà đo. Và còn một cái hình cuối cùng, thì đối với cái hình cuối cùng này thì ban đầu các bạn thấy là R này là 25, thì chúng ta sẽ cộng cho cái phần đoạn này là 25 nè. Và đoạn này cũng 25 luôn. Như vậy cái tổng cái chiều dài cái đỉnh này là chúng ta biết là 175. Tương tự như vậy thì cái đoạn này là 63, thì một cái phần dưới là 25, phần trên cũng 25. Như vậy chúng ta xác định được 63 nè cộng với 50 là
113. Ban đầu chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật có chiều dài 175 và chiều cao lên là 113. Các bạn vẽ 175 là chiều ngang, cao lên 113 là chúng ta sẽ có một cái đường. Tiếp theo, đứng ngay vị trí trung điểm nè, các bạn nối, các bạn sẽ vẽ ra được cái đoạn ở đây. Các bạn vẽ từ từ cũng được, từ vị trí này nè, các bạn vẽ 25 để xác định. Chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn nhỏ nè, có đường kính là 10, vậy là bán kính là 5. Sau đó chúng ta sẽ nhân lên làm 4, thì các bạn sẽ dùng cái array này, nhân lên là 2 dòng 2 cột, đối tượng cần nhân là hình tròn. Cái khoảng cách này là 125, về cột và về dòng là 63. Hai dòng các bạn thấy nè, giữa hai dòng đây là 63 và giữa hai cột là 125. Vậy thì các bạn nhập 63 125 sau đó đứng giữa cái trung điểm này, các bạn vẽ một cái đoạn qua. Và do cái này 18 nên các bạn dễ dàng offset đó. Tương tự như vậy, các bạn có thể dùng để định dạng nữa. Ở trung điểm cạnh thứ nhất, các bạn bắt trung điểm vẽ lên. Và tương tự cái cạnh này, vẽ ngang qua. Thì chúng ta xác định được cái tâm. Thì tâm chỗ này thì các bạn vẽ R là có phi là 75. Và offset hai bên này là mỗi bên 10. Tương tự offset hai bên này mỗi bên là 9. Các bạn ra sẽ ra vấn đề tâm có phi, đường tròn phi là 75. Sau đó có dùng O. Tương tự như vậy chúng ta offset một cái nữa, cái đoạn này là 9. O offset. Sau khi offset phía dưới thì giờ chúng ta sẽ offset phần trên. O 10, chọn đối tượng offset. Sau đó tới đây các bạn thấy cái khoảng này là 10 rồi, giao với chỗ đường tròn và cái chỗ offset nữa, các bạn sẽ vẽ lên 10, sau đó nối qua là xong. Từ vị trí giao các bạn vẽ lên 10 90. Sau đó bạn nối qua. Tương tự như vậy chúng ta sẽ dùng TR để chúng ta cắt, TR Enter 2 lần. Tương tự như cái phần ngang thì đứng ngay chỗ cái này nè, chúng ta sẽ vẽ một đường để giao, xác định được vị trí này và ta chọn R là 9 là xong. Các bạn vẽ nối giữa hai cái tâm của những cái đường tròn này thì sẽ giao tới đây, các bạn chọn R là 9. Sau đó tương tự cũng TR Enter 2 lần, chúng ta sẽ tỉa đi những phần mà trên đề nó không hiển thị ra. Phần cuối cùng
các bạn sẽ bo cái chỗ này là 25, sau đó các bạn sẽ lật, như vậy là xong. Chúng ta có dùng F R 25. Tương tự như vậy, TR chúng ta sẽ bỏ đi, chút chúng ta sẽ lật lại. Như vậy chúng ta sẽ lật nữa nữa cái phần này trước là MI. Chúng ta lật qua cái trục này, chúng ta sẽ có được cái phần nữa. Sau đó các bạn chỉ cần dùng MI, chúng ta cũng quét cái đoạn này, Enter, bắt từ trung điểm cái băng lật qua. MI, băng quét, Enter, lật qua. Rồi, cái phần nào thừa thì các bạn chỉ cần xóa, hoặc là bạn dùng TR, Enter 2 lần, xóa đi cái phần thừa. Rồi, như vậy là chúng ta đã vẽ xong được cái hình này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.